Đây là máy hàng mít không dùng khí của anh em đây nha, dòng 2.8 triệu. Đầy đủ phụ kiện tặng cho anh em găng tay, kính hàng, cuộn dây luôn nha. Đây là cái hàng anh test. Không mát anh, không có mát. Gài mát là giùm em. Mọi người xem kỹ nha. Hàng trên đồ giày. Mình sẽ cho nó tới gần cho anh em xem. Con máy này có 5 chức năng lận anh em ha. Dòng máy hàng Protest 200i. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với công ty máy móc Việt Nam nha, 0935154428 ạ. Cảm ơn và chào mọi người.